Quý vị và các bạn thân mến, điều trị bệnh tiểu đường và ngăn ngừa được các biến chứng luôn là bài toán khó đối với bệnh nhân khi mà mắc phải căn bệnh này. Nhờ sự phát triển vượt bậc trong y học, ngoài phương pháp Tây y thì nhiều người bệnh tiểu đường đã tìm đến cách điều trị bằng phương pháp Đông y và đã nhận được kết quả bất ngờ. Và trong chương trình của ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với Thạc sĩ bác sĩ Ca Thị Thúy Hằng, Phó trưởng khoa phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Yên với cái chủ đề phòng và điều trị bệnh tiểu đường theo hướng Đông y. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui khi mà bác sĩ đã nhận lời tham gia với chương trình. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Sức khỏe cho mọi người. Xin chào MC Bảo Trân. Vâng ạ. Thưa Thạc sĩ bác sĩ Ca Thị Thúy Hằng, chúng tôi được biết là bà đã có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn và điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Vậy thì bà có thể nói ngắn gọn là để cho mọi người được biết là bệnh tiểu đường như thế nào và đối tượng nào thì dễ mắc căn bệnh này nhất được không ạ? Kính thưa quý vị khán giả, tiểu đường là một bệnh rối loạn chuyển hóa không đồng nhất. Nó đặc trưng bởi tăng đường huyết. Nguyên nhân là do sự rối loạn trong việc tiết insulin hoặc là cái rối loạn trong hoạt động của insulin hoặc rối loạn của cả hai, và lâu ngày thì gây ra các những biến chứng trên hệ thần kinh, hệ tim mạch, mắt, thận, vân vân, và có thể gây tử vong. Vâng ạ, và ngày hôm nay thì để chúng ta hiểu rõ hơn một cái căn bệnh tiểu đường này nó sẽ như thế nào thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cũng như là vị khách mời của chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn clip sau đây nhé. Bệnh tiểu đường là một loại bệnh mãn tính toàn thân do tế bào B tuyến tụy không tiết insulin một cách bình thường, gây ra tình trạng tuyệt đối thiếu hoặc tương đối thiếu insulin, dẫn đến biểu hiện rối loạn trao đổi chất carbohydrate, chủ yếu là rối loạn trao đổi ba chất dinh dưỡng gồm đường, mỡ và protein, làm tăng hàm lượng đường trong nước tiểu và hạ mức ngưỡng đường. Trong Đông y hàng nghìn năm nay vẫn gọi tiểu đường là bệnh tiêu khát. Ba triệu chứng điển hình nhất của người bệnh tiểu đường đó là uống nhiều, ăn nhiều và đi tiểu nhiều, gọi là tam tiêu. Các triệu chứng lâm sàng điển hình là uống nước nhiều, ăn nhiều, đi tiểu nhiều, giảm cân, kèm theo cảm giác người mệt mỏi rã rời. Vâng, qua cái đoạn clip vừa rồi thì chúng ta cũng đã phần nào hiểu thêm được cái bệnh tiểu đường là như thế nào rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà nguyên nhân nào làm cho cái người khỏe mắc phải căn bệnh này thì chúng ta ngày hôm nay phải nhờ đến sự tư vấn của Thạc sĩ bác sĩ Ca Thị Thúy Hằng rồi ạ. Vâng, xin mời bác sĩ. Tiểu đường hay là bệnh đái tháo đường thì bao gồm là đái tháo đường type 1. Thì cái này là nó chiếm tỷ lệ rất là ít trong những bệnh nhân đái tháo đường. Chỉ có một con đường duy nhất là bệnh nhân sống phụ thuộc vào insulin. Bệnh nhân bị thiếu hoàn toàn insulin và phải cung cấp insulin từ ngoài vào để duy trì sự sống. Cái thứ hai là đái tháo đường type 2. Đái tháo đường type 2 thì chiếm 90-95% tổng số bệnh nhân đái tháo đường. Nhưng mà có một cái điều quan trọng đó là người ta nghiên cứu là 70% tổng những người đái tháo đường type 2 thì có thể là ngăn ngừa được. Đái tháo đường type 2 ngày xưa thường gọi là đái tháo đường ở người lớn tuổi, đái tháo đường không phụ thuộc insulin. Tuy nhiên cái xã hội gần đây thì một cái lối sống tĩnh tại cùng với các cái chế độ ăn nó không có phù hợp, ăn nhiều các chất thức ăn nhanh cũng như là các cái nước ngọt đóng chai thì cái độ tuổi của bệnh nhân đái tháo đường type 2 càng ngày càng trẻ hóa. Phòng tránh bằng cách là thứ nhất là mình thay đổi lối sống. Và cái thay đổi lối sống chủ yếu là tập luyện. Phải bỏ cái lối sống tĩnh tại, ngồi nhiều, nằm nhiều và phải hoạt động thể lực. Và cái quan trọng là hoạt động thể lực phải thường xuyên liên tục. Và cái quan trọng nữa là phải hoạt động phù hợp với cái thể trạng của từng người. Sẽ cá nhân hóa những cái bài tập như thế. Và thứ hai là thay đổi lối sống về chế độ ăn. Thì mình phải kiêng bia rượu, thuốc lá. Nghiên cứu của Hiệp hội Kiểm soát Bệnh Tiểu đường thống kê cho thấy, chỉ trong 10 năm, số người mắc bệnh tiểu đường tại nước ta đã tăng lên con số 200%. Đây là con số kỷ lục thế giới, vượt mức kiểm soát của Hiệp hội. Và tiểu đường được xếp vào vị trí thứ tư nguyên nhân gây tử vong. Với tỷ lệ gia tăng chóng mặt như hiện nay thì người dân cần phải có cách nhìn khách quan về căn bệnh này, từ đó tìm ra biện pháp phòng tránh và điều trị kịp thời. Đừng giữ nguyên suy nghĩ chủ quan để sau khi tiểu đường biến chứng nặng mới hối hận. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua cái đoạn clip vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là thông tin về bệnh tiểu đường đó là tăng 200% chỉ sau 10 năm và có tỷ lệ tử vong cao đúng không ạ? Vậy nguyên nhân vì sao tiểu đường lại có tỷ lệ tử vong cao như vậy thưa Thạc sĩ bác sĩ Ca Thị Thúy Hằng ạ?
Vâng, kính thưa quý vị khán giả, thì các cái nghiên cứu cho thấy là khi đường huyết tăng liên tục trong vòng 3 tháng mà không có một cái sự can thiệp về y khoa thì sẽ gây ra những cái biến chứng về mạch máu lớn và mạch máu nhỏ, và sẽ gây những cái biến chứng trên các cái cơ quan đích như là tim, não, thận. Nhồi máu của tim thì cũng sẽ tử vong, nhồi máu não hoặc là xuất huyết não hoặc là suy thận thì đều dẫn tới tử vong. Cái cuộc sống bây giờ là rất là ít vận động, ít vận động thể lực, và thứ hai là cái chế độ ăn không hợp lý. Chế độ ăn không hợp lý là uống bia rượu nhiều, hoặc là ăn thức ăn nhanh nhiều, hoặc là ăn những cái chất bột đường quá nhiều. Và cái thứ ba nữa, hai cái nguyên nhân đó nó sẽ cộng ra một cái nguyên nhân thứ ba, đó là cân nặng tăng quá mức cho phép. À vâng, thưa bà, là người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong cái điều trị tiểu đường theo cái phương pháp đông y, vậy thì bà có thể cho biết là ưu điểm điều trị của phương pháp này, và đây có phải là phương pháp điều trị tích cực mà nhiều bệnh nhân mắc tiểu đường đang lựa chọn, đúng không bà? Điều trị bệnh đái tháo đường là một cả một quá trình, và chính người bệnh và gia đình phải là người đồng hành cùng với bác sĩ trong suốt quá trình điều trị của mình. Bởi vì đây là một cái bệnh mãn tính kéo dài, do đó là cái sự hiểu biết của người bệnh cũng như gia đình người bệnh về bệnh là rất là quan trọng. Và hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều nghiên cứu để tìm ra các cái sản phẩm từ thiên nhiên có tác dụng hạ đường huyết, giúp giảm liều, hỗ trợ giảm liều của thuốc y học hiện đại để giảm tác dụng phụ cho bệnh nhân, để bệnh nhân cảm thấy dễ chịu. Và cái quan trọng nhất là bệnh nhân phải được theo dõi và điều trị liên tục, không được tự ý ngừng thuốc. Vâng ạ, vậy thì theo những cái chia sẻ vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ thì chúng ta có thể thấy được một điều rằng là cái nguyên nhân để mà chúng ta lười vận động nè, rồi trở nên béo phì thì nó cũng là một phần nguyên nhân để dẫn đến cái căn bệnh tiểu đường, đúng không ạ? Vậy thì để giúp người tiểu đường nâng cao chất lượng cuộc sống thì chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một phóng sự sau đây nhé. Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Văn Thanh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, liên tục đi thăm khám và điều trị dài ngày tại các bệnh viện trong cả nước. Thế nhưng, những cơn đau do biến chứng của bệnh tiểu đường vẫn cứ đeo bám không bao giờ hết. Phải là 4 lần hoặc 5 lần, mỗi lần nó đau nhất thì phải vô. Thường thường là cứ 9-10 giờ tối thì cái đau nhất nó tăng lần lên, không có ngủ được, làm cho mất ngủ tới 2-3 giờ sáng là nó dịu lại rồi mới ngủ được. Còn trường hợp của bà Mai Thị Lành, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, thì từ khi xét nghiệm tư vấn và chẩn đoán xác định bà mắc bệnh tiểu đường, 4 năm nay, không đêm nào bà Lành có được một giấc ngủ ngon, làm cho cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi. Đã thế, các chi trên cơ thể ngày càng yếu dần, run rẩy, đi lại khó khăn là biến chứng của bệnh tiểu đường gây ra. Nhức quá, nhức sao mà từ ngang cái lưng đây, nó nhức xuống cái chân đây, nó nhức tấu cứ ngầu dài, xoa bóp. Rồi là nằm xuống chút ngồi dài, nó không có ngủ chút nào hết à. Nói thẳng là không có ngủ nghi vậy. Thấy ai bà con ở chung trong phòng mà thấy cũng vậy. Nói sao bà không ngủ, nó ngủ không có được, nó nhức quá, nó ngủ không được. Nằm xuống là nó giật y như giật điện vậy, thành không có ngủ được. Hiện nay, những người mắc bệnh tiểu đường đang có xu hướng tăng nhanh cả về số lượng và mức độ nặng của bệnh. Mà nguyên nhân chính là do bệnh lý này rất khó nhận biết, hoặc do người bệnh chủ quan, sử dụng thuốc không hợp lý, phát hiện bệnh lý muộn, ăn uống không kiêng khem. Tức là cuộc sống bây giờ nó rất là hối hả, và những cái người trẻ của chúng ta thì làm việc rất là căng thẳng về tinh thần, về cái điều kiện lao động trí óc, và thường đi làm ở văn phòng thì đa số là các em thường ở lại trưa, ví dụ nhà xe thì ở lại trưa thì sẽ ăn những cái thức ăn nhanh hoặc là ăn những cái đồ ăn sẵn mình mua bên ngoài. Thì cấu thành những cái bữa ăn đó là chất béo nhiều, chất ngọt nhiều đó, thì nó cũng là một trong những cái yếu tố thuận lợi để nó gây nên cái bệnh tiểu đường nó tăng lên. Điều trị bệnh tiểu đường và ngăn ngừa được các biến chứng luôn là bài toán khó đối với các bệnh nhân khi mắc phải căn bệnh thế kỷ này. Nhờ sự phát triển vượt bậc trong y học, ngoài phương pháp Tây y, nhiều người bệnh tiểu đường đã tìm đến cách điều trị bằng phương pháp Đông y và đã nhận được kết quả bất ngờ. Thì có một số loại thực phẩm nó có tác dụng trên cái hạ đường huyết, mà theo như kinh nghiệm của chị ở đây á, tư vấn cho bệnh nhân dùng là cây trái mướp đắng, trái khổ qua ở mình á. Thì bệnh nhân có thể là nấu canh, có thể xào, có thể ăn bằng những cái thực phẩm chế biến thông thường. Ngoài ra thì để uống lâu dài á, thì họ có thể phơi khô, sao vàng và sắc nước uống đó. Và trên thị trường thì hiện tại người ta vẫn có những cái viên, tức là người ta chế ra những cái viên thuốc, những cái chế phẩm mà từ cái trái mướp đắng này, và trên thực tế là sử dụng cũng rất là tốt.
theo nhiều người, điều trị bệnh tiểu đường theo phương pháp đông y đã mang lại hiệu quả cao mà lại an toàn, không gây tác dụng phụ. Quý vị và các bạn thân mến, qua cái chương trình sức khỏe cho mọi người ngày hôm nay thì chắc là quý vị và các bạn cũng đã hình dung được phần nào là cái căn bệnh tiểu đường là như thế nào rồi đúng không ạ? Thời lượng phát sóng của chương trình sức khỏe cho mọi người ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên thực hiện, được phát sóng vào tối thứ hai tuần đầu tiên của mỗi tháng và phát lại vào những khung giờ tiếp theo trên kênh VTV Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn ngày hôm nay đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Cao Thị Thúy Hằng đã nhận lời tham gia chương trình, và chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.